Xin chào các bạn, tôi là Hoàng Thị Ngọc Dung, tư vấn nghiệp vụ dự án ERP của EVN ICT. Hôm nay tôi xin hướng dẫn với các bạn bằng nghiệp vụ thu tiền không theo dõi công nợ phải thu. 3. Nghiệp vụ tăng nguồn vốn các quỹ. 4. Nghiệp vụ thu tiền khác không phát sinh thuế giá trị gia tăng. Thứ ba, nghiệp vụ tăng nguồn vốn các quỹ. Bút toán hạch toán là nợ tài khoản tiền có tài khoản 411 441, có tài khoản 351, 353, 356, 414 và 415. Điều kiện thực hiện là nghiệp vụ hạch toán phải thuộc kỳ AA đang mở. Bây giờ mời các bạn thực hành trên hệ thống. Tương tự, các bạn vào form nhập liệu Receipt. Các bạn nhập thông tin chung về thu tiền. Đầu tiên, Receipt Method, các bạn tích chọn tài khoản thu tiền. Khi các bạn chọn tài khoản thu tiền, hệ thống sẽ tự động cập nhật số chứng từ được tạo ra gần nhất trước đó tại trường Receipt Number Last Grid. Tiếp theo, các bạn nhập ngày lập chứng từ. Receipt number, số chứng từ. GL date, ngày hạch toán. Receipt amount, loại tiền thu. Trường hợp thu là ngoại tệ, các bạn tích vào dấu ba chấm để lựa chọn loại ngoại tệ cần thu và nhập thông tin Rate date, ngày nhập tỷ giá. Rate time, loại tỷ giá. Các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn loại tỷ giá. Ở đây các bạn chọn tỷ giá user, loại tỷ giá người dùng nhập. Rate, các bạn nhập tỷ giá thu tiền và nhấn OK. Trường hợp thu tiền là Việt Nam đồng thì các bạn không phải nhập thông tin tỷ giá. Amount, các bạn nhập tổng số tiền thu. Tiếp theo các bạn nhập thông tin người nộp tiền. Receipt information, các bạn nhập người nộp tiền. Địa chỉ người nộp tiền. Và nhấn OK. Tiếp đến các bạn nhập hoạt động thu tiền tại trường Activity. Các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn hoạt động thu tiền. Tiếp theo các bạn nhập nội dung thu tiền tại trường Comment. Để kiểm tra tài khoản hạch toán, các bạn vào Distribution. Trường hợp tài khoản mặc định chưa đúng, các bạn tích vào GL Account để sửa tài khoản. Và nhấn OK. Tiếp theo các bạn nhập thông tin về tăng giảm nguồn các quỹ. Các bạn đưa chuột vào cuối dòng tại biểu tượng 2 mốc vuông. Tích vào sẽ có màn hình Accounting Distribution Information. Các bạn chọn Information Other, tích vào dấu ba chấm. Ở đây các bạn chọn lý do tăng giảm. Ở đây chúng ta đang chọn nhận cấp quỹ phúc lợi, với các bạn chọn lý do quỹ phúc lợi, lý do tăng quỹ phúc lợi, các bạn tích vào đây và chọn lý do tăng. Trường hợp tài khoản có theo dõi các cấp đối tượng thì các bạn tiếp tục nhập
chi tiết từng cấp, đối tượng, cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Khi đã nhập xong các thông tin này, các bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình. Các bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình Distribution. Để định khoản cho chứng từ vừa nhập, các bạn vào Tool và chọn Grid Accounting. Có 3 lựa chọn, các bạn chọn bút toán định khoản cho chứng từ. Chứng từ đã được định khoản draft thành công. Để xem bút toán định khoản, các bạn vào Tool và chọn View Accounting. Đây là các bút toán định khoản của chứng từ. Để in phiếu thu, các bạn vào Report và chọn phiếu thu tiền mặt hoặc phiếu thu ngân hàng. Phiếu thu ngân hàng đã được xuất ra dạng Word. 4. Nghiệp vụ thu tiền khác không phát sinh, thuế giá trị gia tăng, bút toán hạch toán, nợ tài khoản tiền. Và có tài khoản 1131, trường hợp chuyển tiền giữa hai tài khoản. Có tài khoản 7119, trường hợp tăng doanh thu, thu nhập khác, không phát sinh thuế giá trị gia tăng. Có tài khoản 33193, tài khoản trung gian với trường hợp thu tiền tăng công nợ phải trả. Và có tài khoản 3419, tài khoản trung gian, trường hợp nhận nợ vay. Và điều kiện để thực hiện các nghiệp vụ này là ngày hạch toán phải thuộc kỳ AA đang mở. Bây giờ mời các bạn thực hành trên hệ thống. Các bạn vào form Receipt Make. Tương tự các trường hợp trên, các bạn nhập thông tin chung về thu tiền. Đầu tiên, các bạn chọn Receipt Method, tài khoản thu tiền, tích vào dấu ba chấm. Các bạn chọn tài khoản thu tiền. Khi các bạn chọn tài khoản thu tiền thì hệ thống sẽ tự động cập nhật số chứng từ gần nhất tại trường Receipt Number Last Grid. Tiếp theo các bạn nhập ngày lập chứng từ. Receipt Number các bạn nhập số chứng từ. GL Date các bạn nhập ngày hạch toán. Receipt Amount, trường hợp là ngoại tệ, các bạn cũng tích vào dấu ba chấm và để chọn ngoại tệ cần thu. Và xuất hiện trường thông tin Rate Date là ngày nhập tỷ giá. Rate Time, các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn tỷ giá. Các bạn chọn tỷ giá là User, là tỷ giá người dùng nhập. Rate, các bạn nhập tỷ giá thu tiền. Trường hợp thu tiền là Việt Nam đồng thì các bạn không phải nhập tỷ giá. Amount các bạn nhập tổng số tiền thu. Tiếp theo các bạn nhập thông tin về người nộp tiền tại màn hình Receipt Information. Receiver Payer các bạn nhập người nộp tiền. Address các bạn nhập địa chỉ người nộp tiền. Bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình. Bước tiếp theo các bạn nhập hoạt động thu tiền Activity. Tại trường Activity các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn hoạt động thu tiền. Các bạn chọn hoạt động thu tiền và nhấn OK. Tiếp theo các bạn nhập nội dung thu tiền. Để kiểm tra tài khoản đối ứng, các bạn nhấn vào Distribution. Trường hợp tài khoản mặc định không đúng với tài khoản hạch toán, các bạn vào GL Account và tích vào dấu ba chấm để sửa tài khoản hạch toán.
Sau khi đã nhập xong, các bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình distribution. Để định khoản cho chứng từ, các bạn vào Tool và chọn Grid Accounting. Có 3 định khoản: Draft, định khoản Final và Final Post2GL. Các bạn lựa chọn định khoản cho chứng từ. Chứng từ đã được định khoản Draft thành công. Để xem bút toán định khoản, các bạn vào Tool và chọn View Accounting. Đây là bút toán hạch toán của chứng từ. Để yên phiếu thu, các bạn vào Report và chọn phiếu thu tiền mặt. Trường hợp tài khoản thu tiền là tiền mặt. Phiếu thu ngân hàng, trường hợp các bạn tài khoản thu tiền là tài khoản ngân hàng, các bạn chọn phiếu thu ngân hàng. Phiếu thu ngân hàng đã được xuất ra ở dạng Word. Năm, nghiệp vụ thu tiền có phát sinh thuế giá trị gia tăng. Trường hợp 1, chỉ phát sinh một hóa đơn giá trị gia tăng. Bút toán hạch toán: nợ tài khoản tiền có tài khoản 711, thu nhập khác có tài khoản 33193. Trường hợp chưa xác định doanh thu treo qua 338 có tài khoản 3387, doanh thu chưa thực hiện hoặc có tài khoản 333 thuế giá trị gia tăng. Trường hợp có hai hóa đơn trở lên. Bước 1, các bạn thực hiện lập phiếu thu tiền nhưng không thực hiện kê khai thuế. Bút toán hạch toán: nợ tài khoản tiền có tài khoản 711, có tài khoản 33193. Trường hợp chưa xác định doanh thu treo qua 338, có tài khoản 3387, doanh thu chưa thực hiện, có tài khoản 33194, thuế giá trị gia tăng. Bước 2, các bạn thực hiện kê khai thuế. Nợ tài khoản 33194, tài khoản trung gian, và có tài khoản 333 thuế giá trị gia tăng. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn từng trường hợp. Đầu tiên, trường hợp 1. Trường hợp 1, chỉ phát sinh một hóa đơn giá trị gia tăng. Các bạn thực hành trên hệ thống. Các bạn vào form Receipt Mix. Bước 1, các bạn nhập thông tin chung về thu tiền. Receipt Method, các bạn tích vào dấu 3 chấm để lựa chọn tài khoản thu tiền. Khi các bạn lựa chọn tài khoản thu tiền thì hệ thống sẽ tự động cập nhật số chứng từ gần nhất được tạo ra tại trường Receipt Number Last Grid. Tiếp theo, các bạn nhập ngày lập chứng từ Receipt Date. Receipt number, các bạn nhập số chứng từ. GL date, ngày hiệu lực của chứng từ. Receipt amount, các bạn chọn loại tiền thu. Trường hợp các bạn thu ngoại tệ, các bạn tích vào dấu 3 chấm để lựa chọn loại ngoại tệ cần thu. Xuất hiện màn hình nhập thông tin tỷ giá. Rate date là ngày nhập tỷ giá. Rate time, các bạn chọn loại tỷ giá. Ở đây các bạn tích vào dấu 3 chấm và chọn tỷ giá. User là tỷ giá người dùng nhập. Rate, các bạn nhập tỷ giá thu tiền và nhấn OK. Trường hợp các bạn thu tiền là Việt Nam đồng thì không phải nhập tỷ giá. Amount, các bạn nhập tổng số tiền thu. Tiếp theo, các bạn nhập thông tin người nộp tiền. Tại màn hình Receipt Information, các bạn nhập Receiver Payer.
Họ tên người nộp tiền. Address, địa chỉ người nộp tiền. Để nhập thông tin kê khai hóa đơn, các bạn vào đưa chuột tới có text value, tích vào dấu ba chấm và chọn Receipt Information. Các bạn nhập thông tin kê khai hóa đơn, serial number, ký hiệu hóa đơn. Invoice number, số hóa đơn. Invoice date, ngày hóa đơn. Customer name, tên của khách hàng trên hóa đơn. Tax registration, các bạn nhập mã số thuế. Item, các bạn nhập mặt hàng. Comment, các bạn nhập chuyển khoản hoặc tiền mặt. Xong các bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình kê khai thuế. Bước tiếp theo các bạn nhập hoạt động thu tiền tại trường Activity. Các bạn tích vào dấu ba chấm để chọn. Để chọn hoạt động thu tiền. Các hoạt động này sẽ được thiết lập theo từng nghiệp vụ của đơn vị các bạn. Các bạn có thể tự khai báo theo nhu cầu nhập liệu của đơn vị mình. Tiếp theo, tag code các bạn chọn mã thuế. Tích vào dấu ba chấm để lựa chọn. Tag account, tài khoản thuế. Ở đây hệ thống đang mặc định là tài khoản 13311. Các bạn tích vào dấu ba chấm để sửa lại tài khoản thuế và nhấn OK. Tax amount là tổng số tiền thuế. Tax amount có thể sửa được. Tax rate là thuế suất. Hệ thống sẽ tự động tính theo số tiền chi đã có thuế và số tiền thuế. Tiếp theo các bạn nhập nội dung thu tiền tại trường comment. Để xem tài khoản đối ứng, các bạn nhấn chuột vào distribution. Trường hợp tài khoản mặc định không đúng, các bạn có thể sửa tại trường CL account, tích vào dấu ba chấm để sửa. Xong các bạn nhấn OK để thoát khỏi màn hình distribution. Để tạo định khoản cho chứng từ, các bạn vào tool và chọn grid accounting. Ở đây có ba lựa chọn: định khoản draft là định khoản nháp, định khoản final là định khoản chính thức nhưng chưa lên sổ GL, và định khoản final post to GL là định khoản chính thức và đã lên sổ GL. Các bạn thực hiện định khoản. Chứng từ đã được định khoản draft thành công. Để xem bút toán định khoản, các bạn vào tool và chọn view accounting. Đây là các bút toán hạch toán của chứng từ. Để in phiếu thu tiền gửi hoặc là tiền mặt, các bạn vào quay trở lại màn hình Receipt Mix và chọn Report. Chọn phiếu thu tiền mặt trường hợp tài khoản thu tiền là tài
là tiền mặt và chọn phiếu thu ngân hàng, trường hợp tài khoản thu tiền là tiền gửi ngân hàng. Phiếu thu ngân hàng đã được xuất ra dạng vuốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.